Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách sửa cái nồi cơm điện nha, kim cương. Nó nhấn nút mà nó không có nhảy nha. Mình sẽ thử sẽ lên đèn. Khi mà đặt cái nồi cơm lên, nhấn nút nhưng mà nó không có nhảy qua nha, nhấn cái tập luôn. Xuống rồi nè, nhưng mà nó không có nhảy qua cái đèn đỏ nè. Cái từ này cook có nghĩa là nấu nha. Còn cái này này là chế độ hâm. Mình nhấn nút nó qua rồi nhưng mà nó vẫn nhảy cái đèn hâm luôn. Thì cái trường hợp này nó cũng rất là đơn giản thôi. Để chia sẻ cho các bạn mới vừa nghề sửa nha. Hoặc là các bạn ở nhà cũng tự sửa được. Đây, khi trước khi sửa các bạn rút điện đây nha. Tùy theo cái loại nồi cơm mà người ta thiết kế cái cách mở khác nhau nha. Thì cái nồi cơm này các bạn quay ngược lại nha, tháo ba cái con ốc dưới này. Thiết kế trên này tùy theo cái nồi cơm mà ta thiết kế cái bắt chích khác nhau nha. Này nó bắt cái trên bắt xuống. Bắt theo hình tam giác ấy. Các bạn gỡ xong rồi khi mà các bạn tháo cái đít lên á, đít nồi cơm lên á, thì các bạn nó sẽ như thế này. Và nguyên lý hoạt động của nó là khi mình nhấn nút xuống là cái cục 500 này nó sẽ hít. Đây nè, nó hít nè. Cái nồi cơm trên là đẩy xuống là cái này nó hít là nó giữ cái thanh này lại. Và hai cái tiếp điểm này đây nè. Hai tiếp điểm này nó sẽ truyền điện qua. Đây nè, thả ra là nó nhả nè, thả ra là cái đẩy này đẩy hở lên nè. Khi mình nhấn thì nó sẽ hai cái này dính lại, nó sẽ qua điện và nó sẽ cấp điện cho cái điện trở này, cái mâm nhiệt này là cái mâm để nó làm nóng cái nồi cơm á, và sẽ cấp đèn đồng thời nó cấp cho cái đèn báo là đang ở chế độ nấu. Và cái trường hợp này là các bạn nên vệ sinh cái này, cái tiết điểm này là mình sửa 10 nồi cơm là ví dụ như cái tình trạng này là hết 9 cái này rồi, chắc chắn là bị cái này rồi. Nó rất nhiều nguyên nhân cái nồi cơm nó hư lắm, chẳng hạn như nó hư rồi le này, hư 500 này, là khi mà mấy cái nồi cơm mà nó nhảy nút sớm á là nó bị cái 500 nó bị hư rồi, nó không có hít, hoặc là nó hít với cái nhiệt độ là mình mới có 50-60 độ C là nó sẽ nhảy rồi, cơm chưa sâu là nó đã nhảy rồi. Nên mình phải hiểu nguyên lý hoạt động của nó là khi mà cái nhiệt độ đốt nóng của mâm trở lên, nó sẽ là nó giữ nhiệt đúng 125 độ C thì cái cục 500 này nó mất đi tự tính và nó không có hít nữa. Nó không hít nữa là nó nhả cái tiết điểm này ra, là nó đã nó đẩy nhả cái thanh này nè, là nó đẩy cái này hở ra là nó mất điện, là nó sẽ là nhảy qua chế độ hâm nha. Và trường hợp này là cái tiết điểm này nó bị xị đen nè, quay sát cho các bạn thấy nó bị đen nè, tại vì lâu ngày nó đóng ngắt liên tục á là nó nẹt điện, nó sẽ là đen, nó bám vô chỗ cái tiếp điểm này, nó không có ăn điện nữa.
Và khắc phục với cái trường hợp này, các bạn kiếm cho mình một tờ giấy nhám nha. Các bạn trà cho đây, trà cái điểm này. Thế là các bạn bẻ lên dừa thôi nha, đừng có bẻ cao quá là nó gãy cái thanh đồng. Đây, nó rất là đen luôn, nếu mình quay sát cho các bạn thấy. Cái góc quay này nó khó nhìn nhưng mà các bạn thấy nó đen nha. Nó rất là đen luôn. Đây, cái điểm đây, cái chấm này đây. Nó đen. Rồi bây giờ mình vệ sinh cái đó là ok thôi. Các bạn đem ra tiệm thì người ta cũng làm giống mình như mình vậy thôi. Bây giờ mình cũng đã sửa cho khách cái lỗi này rất là nhiều. Rồi, mình vệ sinh thì nó sẽ là sạch rồi. Rồi, cái điểm này, cái điểm mà mình vàng mình làm đây. Khi mà vệ sinh rồi á, các bạn nhớ là khi mà mình nhấn cái nút này lên là hai cái này phải dính lại nha. Nè, tại vì hồi nãy mình bẻ lên là mình vệ sinh nên nó cong rồi, nó không có ăn điện rồi nữa. Nhiều lúc mà các bạn để im về, các bạn gắn vô là nó không có ăn điện, nhấn xuống không ăn điện rồi nó hư. Khi các bạn nhấn cái cây này lên xuống, nhấn cái này xuống á là hai cái này nó phải tiếp xúc điện. Đó, nên các bạn chỉnh lại cho nó ăn điện nha. Đây, các bạn chỉnh ở đây. Khi mà mình cái này nhấn xuống á nè, là hai cái này tiếp điểm, nó ăn điện với nhau. Khi mà mình nó nhả cái này ra thì cái cây này sẽ đẩy cái này hở ra nha. Với cái cặp tiếp điểm này. Đó, khi mình nhấn xuống nè là nó đã dính nè. Thế là xong. Thế là lấy tiền được rồi các bạn. Đây, các bạn ráp vô. Khi đó các bạn nhớ ba cái chân này nè, nó phải từng có ba cái lỗ bắt ốc này. Các bạn xây qua xây lại chỉnh là nó ngay ba cái lỗ nè. Mình nhìn thấy ba cái lỗ rồi là mình bắt tiếp chưa. Thank you.
mình sẽ tiến hành thử lại cho mọi người xem luôn nha. Đây, thì mình làm xong. Các bạn nhấn nút nha, đây nè, đèn nó có nè, các bạn nhấn nó xuống nha, đó, rồi qua thả lên đó. Đây, thì video đó của mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách mà sửa lỗi của cái nồi cơm điện nó bị nhấn mà nó không có nhảy đèn nha. Nó vẫn tiếp xúc nhưng mà không có đèn, nó không có thông mạch qua. Thì nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh và nhấn chuông của mình nha. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Chào tạm biệt các bạn.